Bây giờ là 10 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2018 thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà chú Cường tại khu 9 xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba. Và hôm nay thì chúng tôi có hoàn thiện và vận chuyển cho chú một bộ ghế tần thủy hoàng gỗ hương vân cột 12. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của chú đây. Rất đẹp đây. Đây này, chú Cường đây. Đây tôi sẽ quay và quay bộ ghế chúng tôi đã lắp đặt cho chú ở trong này. Đây là toàn bộ không gian phòng khách nhà chú. Đây là không gian phòng khách kìa. Bộ ghế này thì là cột 12 gỗ hương vân hoàn thiện BUM rất là đẹp. Sắc vân hoàn toàn tự nhiên. Chú vào đây ngồi đi chú. Chủ nhà. Vâng. Chén mới. Các bạn ghé quán trả đây xin màn hình là chú Cường chú chủ nhà đây. Rất cảm ơn gia đình chú đã tin tưởng và ủng hộ sử dụng sản phẩm chúng tôi. Chúc chú là có một ghế này là nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt. Mọi người ai có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm như của chúng tôi thì có thể liên hệ theo số điện thoại là 0987 51086 hoặc là truy cập website đồ gỗ tùng tám.com. Xin cảm ơn mọi người.